Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Hồng Song Khâm Sam, chất lượng tốt nhất được hơn 50.000 khách hàng Việt Nam yêu thích và tín dụng trong 10 năm qua. Đang có chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today cùng với Tyler Diệp và anh Dũng, xin cầu chúc quý khán giả một ngày thứ tư thật an lành và nhiều sức khỏe. Hôm nay là ngày 27 tháng 3, 2024. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán giả. Mời anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin tức ngày hôm nay, trước hết là một bản tin liên quan đến cái giải độc đắc tối ngày hôm qua. Nếu mà quý vị nào đã có mua vé số để mong rằng mình có thể trở thành một tỷ phú đó, vì cái số giá trị của cái vé số ngày hôm qua là 1.130 triệu Mỹ Kim, nhưng mà nếu mà chúng ta lãnh một lần thì nó khoảng 537 triệu thôi. Thì tối ngày hôm qua đã có một vé trúng ở tại tiểu bang New Jersey, thưa quý vị. Đây là giải thưởng đứng lớn, đứng hàng thứ 5 trong lịch sử của bộ môn xổ số này. Các thông tin chính xác về nơi bán vé trúng thưởng ở New Jersey thì hiện còn sớm thì người ta chưa có xác định được. Chắc trong vài ngày nay sẽ biết là ai, hoặc là phải biết cái địa điểm nào sẽ bán được cái vé số trúng này. Người ta mình có thể nhận được cái vé này đó, lãnh một lần, tức là tương đương khoảng 537 triệu Mỹ Kim sau khi đã từ thuế, hoặc là lãnh mỗi năm một lần, mỗi tháng một lần, thưa quý vị. Người thắng lớn gần đây nhất là vào ngày 8 tháng 12 vào năm ngoái, khi mà có hai chiếc vé ở tại California đã giành được giải thưởng trị giá là 394 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, nói như là nếu quý vị nào mà muốn trở thành triệu phú hay là tỷ phú đó thì vẫn còn cơ hội, là vì ngày mai thứ tư, ngày hôm nay, Powerball sẽ trị giá là 865 triệu Mỹ Kim. Cho nên là nếu quý vị nào muốn trở thành triệu phú thì nhớ đi mua vé số trong ngày hôm nay. Sao lại cười? Trước khi mà anh Dũng đọc cái tin này thì tôi có lướt qua, tôi cũng mừng thầm. Mừng thầm là giống như tại vì mình không mua, quên mua, không chịu mua đó. Thì đỡ tốn 2 đồng ha. Mà thấy cái vé nó bán ở New Jersey cho nên là không tốn 2 đồng mà cũng không bị là mất cơ hội nữa. Bức rứt, không bị áy náy lắm, phải không? Một dạ. Tiếc. Chứ thí dụ nó nói là có người tại California trúng thì lúc đó lại hối hận mà. Không, có người ở tại thì như quận cam hay Westminster đi mua. Lúc đó mình mới cảm thấy ủa tại sao mình không có tốn 5 đồng hay là 6 đồng mua ngày hôm qua. 1/200 mấy chục triệu hay là 2 cơ hội phần trăm đó, 2 triệu mấy dạ. Hay là sao đó. Khó lắm. Dạ. Thưa quý vị, một tuần nữa là chúng ta đã đến ngày lễ Phục sinh rồi, và dựa theo các thống kê của nhà bán lẻ toàn quốc cho biết rằng là người tiêu dùng dự trù sẽ chi ra khoảng 22 tỷ Mỹ Kim cho mùa lễ Phục sinh năm nay ở tại nước Mỹ. Con số này nó sẽ tăng hơn so với lại năm ngoái. Và cứ mức trung bình đó là mỗi đầu người tại nước Mỹ dự trù sẽ chi ra khoảng 177 đô cho những món hàng hay là những dịch vụ gì đó mà nó liên quan đến Easter hay là ngày lễ Phục sinh, bao gồm bánh kẹo, đồ ăn, quà tặng, vân vân. Và trong thời gian này vì giá cacao để mà sản xuất sô cô la cũng tăng cao, nó cũng sẽ khiến cho cái chi phí mà cũng cho mua sô cô la cho những cái sinh hoạt mà gọi là Easter egg hunt, là đi săn lùng trứng trứng Easter đó, nó cũng sẽ cao hơn so với lại năm trước đây. Thành phố San Francisco, hội đồng thành phố này trong ngày hôm qua đã có một cuộc họp, thưa quý vị, để nhằm đưa ra cái quyết định là liệu có thể biến San Francisco trở thành một thành phố thân thiện với những người chuyển giới trên toàn quốc Hoa Kỳ hay không. Đây là một vấn đề rất là tế nhị ở tại thành phố này trong suốt thời gian vừa qua. Và hội đồng thành phố cũng đã có những cái quyết định từ trước tới nay thay đổi một vài lần. Ngày hôm qua thì như quý vị thấy đó, một số các người phụ nữ là những người mẹ của những đứa con chuyển giới, những đứa trẻ chưa xác định giới tính,
đã đến tụ họp ở trước hội đồng thành phố San Francisco để biểu tình, để nói lên, kêu gọi hội đồng thông qua cái quyết định là biến San Francisco trở thành một thành phố thân thiện và nơi dung chứa cho những người chuyển giới ở toàn quốc Hoa Kỳ có thể đến đây sinh sống. Nếu như việc này được thông qua đó thì thành phố San Francisco sẽ cung cấp tất cả mọi việc và cấp giấy phép cho tất cả những người muốn chuyển đổi giới tính của mình. Trước cuộc bỏ phiếu thì người ta cũng biết rằng hội đồng của thành phố đã có một cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ và những người phản đối về cái quyết định này. Thì dĩ nhiên chúng ta cũng chờ đợi xem liệu cái vấn đề này sẽ có được thông qua hay không. Phát ngôn viên của hội đồng thành phố, chúng tôi xin lỗi, phát ngôn viên của những người phụ nữ hoạt động vì vấn đề tự do giới tính đó, thì nói thành phố này đang nói là chúng tôi sẽ thúc đẩy ý tưởng mọi người có thể được sinh ra trong một cơ thể không phù hợp, và chúng tôi là muốn đưa các trẻ em đến đây để mà phẫu thuật cho chúng, và dĩ nhiên là chắc chắn điều này sẽ không diễn ra nếu như thành phố không thông qua các quyết định đó. Thì chúng ta cũng chờ xem hội đồng thành phố San Francisco cuối cùng sẽ giải quyết cái trường hợp này như thế nào. Sáng sớm ngày hôm nay, thưa quý vị, thì các sứ mệnh để mà tìm kiếm lại thi thể của 6 người vẫn bị mất tích sau khi mà cái cầu Francis Scott Key ở tại Baltimore, Maryland sụp vào đêm trước đó. 6 người này người ta dự trù là đã thiệt mạng, nhưng các giới chức địa phương cũng như là tiểu bang và liên bang đang vẫn có những nỗ lực để mà đi tìm vớt thi thể của những nạn nhân này để nhằm hoàn trả lại cho gia đình của họ. Chắc quý vị cũng còn nhớ rằng là sáng sớm ngày hôm qua thì một chiếc tàu chở container rất là lớn mất cái khả năng mà gọi là điều khiển định hướng của nó, đã đâm vào một trong những cái chân của cái cầu này, khiến cho cái cầu này sụp vào khoảng chừng từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi sáng của ngày hôm qua. Một số người lúc đó là đang gọi là trải bê tông ở trên cái đường cầu đó, họ đã té xuống dưới nước, nhưng một số người đã được cứu vớt kịp thời và đưa đến bệnh viện. Hiện nay vẫn còn 6 người vẫn còn đang mất tích, và cái cầu này vẫn đang tiếp tục gọi là ngưng hoạt động trong thời gian qua. Ngày hôm qua thì Tổng thống Biden cũng đã có một cuộc họp báo để cam kết rằng là ông sẽ không có bỏ quên cộng đồng ở tại Baltimore, và những chi phí để mà tái kiến thiết lại cái cầu này sẽ được chính quyền liên bang tài trợ hoàn toàn. Các luật sư của ông Hunter Biden sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang Hoa Kỳ, ông Mark Scorsese, tại Los Angeles để đưa ra một số các lập luận liên quan đến vấn đề pháp lý đối với những cáo buộc liên quan đến việc là ông Hunter Biden đã trốn 1.400.000 tiền thuế cho liên bang. Ông Hunter Biden, 54 tuổi, đã không nhận tội là đã trốn thuế 1.400.000 Mỹ Kim từ năm 2016 đến năm 2019. Đồng thời, với các một cáo buộc khác là đã chi hàng triệu Mỹ Kim dành cho vấn đề ma túy, dành cho những cái vấn đề có liên hệ với những cô gái làng chơi, hoặc là mua một số các cái xe mắc tiền và những mặt hàng giá trị lớn khác. Phiên tòa để xử ông Hunter Biden sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới đây. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì luật sư của ông sẽ xuất hiện trước thẩm phán liên bang để mà yêu cầu hủy bỏ cái vụ án hình sự này, cáo buộc ông là gian lận 1.400.000 Mỹ Kim. Ông là con trai đầu của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, là hiện nay là một người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Đồng thời, ông Hunter Biden cũng phải đối mặt với một án hình sự riêng tại tòa liên bang ở Delaware liên quan đến việc là đã mua một khẩu súng ngắn khi đang trong tình trạng sử dụng ma túy. Và nếu như bãi bỏ được cái vụ kiện trốn thuế thì ông ấy cũng phải đối mặt với cái vụ kiện liên quan đến súng ống này. Công tố viên đặc biệt David Weiss là người khởi kiện cả hai vụ án đã cáo buộc nhóm pháp lý của Hunter Biden đã truyền bá một số các thuyết âm mưu về cuộc truy tố, và cho biết rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không hành động theo bất kỳ chỉ đạo nào của các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, một lần nữa, Tòa Phúc thẩm Liên bang có quyền kiểm soát tiểu bang Texas tạm thời ngăn cản đạo luật để cho các nhân viên công lực
cấp tiểu bang và cấp địa phương tại Texas được quyền thi hành các lệnh liên quan đến vấn đề di trú. Tòa này đang cho biết rằng là họ đang cân nhắc việc xem luật của Texas có vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ hay không, khi mà các nhân viên công lực địa phương có quyền để mà bắt bớ các di dân bất hợp pháp, cũng như là có thể thi hành những sứ mệnh liên quan đến vấn đề di trú và an ninh biên giới. Vụ việc này nó cũng đã giằng co tới lui vài lần. Sau khi được lên tới tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện lại đẩy lùi lại cho tòa phúc thẩm để cho tòa phúc thẩm có thể xem xét việc này một lần nữa. Và vì vậy cho nên là vụ kiện này vẫn còn đang nằm ở trong cái tầm kiểm soát của tòa phúc thẩm liên bang có quyền kiểm soát vào đơn vị Texas. Trở lại với bản tin, thưa quý vị, liên quan đến việc chiếc tàu chở hàng hoa Daily đã tông vào chân trụ cầu ở tại Baltimore vào tối ngày hôm qua đó, thì đây là một chiếc tàu được ghi danh ở tại Singapore và được sở hữu bởi hãng vận tải đường biển Seanergy. Ngày hôm nay đó thì Singapore người ta đã tuyên bố là họ sẽ tiếp tục mở một cuộc điều tra riêng liên quan đến vấn đề này, là vì ngoài cái việc mà cái chiếc tàu này đã tông sập cầu, nó còn làm cho một số người đã thiệt mạng, và chính phủ Singapore muốn điều tra độc lập so với những gì mà cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ đang điều tra để có thể đưa đến một cái kết luận rõ ràng hơn. Chiếc cầu này thì nó dài khoảng dưới 300 thước và nó đã được ghi danh ở tại Singapore một thời gian trước đây, và con tàu này đang chở một số hàng hóa đến trên đường đến Sri Lanka từ hải cảng ở Baltimore. Hiện nay thì tất cả những cái nhân viên hữu trách liên quan đến cái việc điều tra chiếc tàu này cho biết là họ sẽ nỗ lực để điều tra về nguyên nhân chính tại sao mà chiếc tàu này đã có cái trạng thái mất điện ở trong cái khoảng thời gian mà nó sắp sửa tiếp cận đến chân cầu, và nó đã đụng vào cái chân cầu vì lý do tại sao, và các máy móc vào thời gian đó hoạt động như thế nào, thì họ sẽ tìm hiểu tất cả các nguyên nhân để đưa đến cái tai nạn khủng khiếp vừa qua. Thưa quý vị, cũng xin nhắc lại bản tin từ ngày hôm qua, thì tòa án London đã đặt ra thời gian 3 tuần lễ trong lúc mà chính phủ Anh chờ đợi Hoa Kỳ phải có lời những lời cam kết rằng là ông Julian Assange, người sáng lập ra WikiLeaks, sẽ có được những quyền lợi pháp lý đầy đủ như là một công dân Hoa Kỳ. Và nếu mà nước Anh cho phép Julian Assange được dẫn độ về Hoa Kỳ để mà bị truy tố chính thức đó, thì ông Julian Assange không thể nào đối mặt với bản án tử hình. Đó là cái yêu cầu của tòa án London cho chính phủ Mỹ trong ngày hôm qua. Liên quan đến vấn đề ngưng bắn tại dải Gaza, thưa quý vị, thì hiện nay Israel và Hoa Kỳ đang cáo buộc lẫn nhau từ ngày hôm qua, sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trắng để không ủng hộ nghị quyết phản đối nghị quyết ngưng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu khi mà ông này cũng lên án Hoa Kỳ. Ông nói rằng nghị quyết ngưng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tác động một cách tiêu cực đến những cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề con tin. Và ông Matt Miller đã nói rằng đây là những cái tuyên bố không chính xác ở hầu hết mọi khía cạnh. Trong một bài đăng vào ngày thứ Ba trên tài khoản X, thì văn phòng Thủ tướng Israel đã tuyên bố là lập trường của Hamas rõ ràng thể hiện sự không quan tâm hoàn toàn của họ đối với một thỏa thuận được đàm phán và chứng thực những thiệt hại mà nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gây ra. Vì vậy, tuyên bố đó mà tôi tin rằng đã nói Hamas là rút khỏi các cuộc đàm phán về con tin, hoặc Hamas đã từ chối đề nghị gần đây nhất về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuyên bố này không chính xác ở tất cả mọi khía cạnh. Ông Mueller cũng đã trình bày ở trong cái chương trình họp báo ngày hôm nay. Ông nói, đối với Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ không tham gia vào những lời khoa trương gây sao lãng về vấn đề đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cố gắng hết sức đưa các con tin có thể trở về nhà. Do đó, tuyên bố của Thủ tướng Do Thái mà tôi tin rằng đã nói rằng Hamas đã rút khỏi các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề thảo luận về con tin, hoặc là Hamas đã từ chối đề nghị gần đây liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là không chính xác. Các mô tả liên quan đến phản ứng của Hamas đã được phát sóng trước công chúng đều là các bản tin. Và chúng tôi cần biết ý kiến hiện nay rõ ràng
của phía Do Thái là như thế nào. Các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang theo đuổi trong khu vực gần đây nhất vào cuối tuần qua ở tại Doha, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những cuộc đàm phán này để có đến khi nào đạt được lệnh ngưng bắn và đạt được vấn đề bảo đảm thả các con tin, thì lúc đó chúng tôi mới chấm dứt. Hiện nay thì người ta vẫn thấy vấn đề giao tranh vẫn tiếp tục tại dải Gaza vào ngày hôm qua sau khi mà nghị quyết được thông qua ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày thứ hai thì Ngoại trưởng Israel, ông Katz Israel đã nói là Do Thái sẽ không chấp nhận vấn đề ngừng bắn ở tại dải Gaza. Và thưa quý vị, căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Israel càng trở nên công khai hơn trong thời gian qua. Trong lúc mà người dân ở tại dải Gaza vẫn còn đang vất vả để mà gọi là tìm cái sự gọi là sự sống từng ngày sang ngày, cái sự gọi là rạn nứt giữa Mỹ và Israel càng được thể hiện một cách công khai khi mà trong thời gian qua những nhân vật then chốt cấp cao nhất ở tại chính phủ Mỹ, bao gồm kể cả Phó Tổng thống Kamala Harris, đã lên tiếng kêu gọi một cuộc ngừng bắn. Trong ngày hôm qua thì Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California cũng lên tiếng có những lời tương tự như vậy. Và ngay kể cả Tổng thống Joe Biden cũng cho biết rằng là những người biểu tình đòi một cuộc ngưng bắn có một cái lời yêu cầu rất là chính đáng, và Mỹ muốn là tính mạng của thường dân Palestine phải được bảo vệ. Tuy nhiên, về mặt Do Thái thì Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái đã gửi cái thông điệp đó, nhận thông điệp đó và đã chuyển thông điệp đó là về nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong ngày hôm nay, đáng lý ra những cố vấn cấp cao của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu phải có mặt ở tại thủ đô Washington để mà gặp gỡ với các người đồng cấp của họ tại Mỹ, nhưng rốt cuộc chuyến đi đó nó không được thực hiện. Và người ta cho rằng là việc đó xảy ra sau khi mà đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu trắng trong một nghị quyết kêu gọi phải có một cái cuộc ngừng bắn ngay lập tức ở tại dải Gaza. Đáng lý ra nếu mà Hoa Kỳ bỏ phiếu chống lại nghị quyết đó thì nghị quyết đó sẽ bị phủ quyết. Nhưng khi mà Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng, nó đồng nghĩa với việc rằng là Hoa Kỳ để cho nghị quyết đó là tại Liên Hợp Quốc được thông qua. Tình hình ở tại phía bắc dải Gaza giáp giới giữa Israel và Lebanon vẫn căng thẳng thưa quý vị, sau khi mà Israel đã không kích một loạt vào ngày hôm qua và làm thiệt mạng khoảng 6 người ở tại Lebanon. Ebola của Lebanon cho biết là họ sau đó đã phóng lại hàng chục quả hỏa tiễn vào Kiryat Shmona, một thị trấn của Israel nằm sát với biên giới Lebanon vào sáng sớm thứ Tư, đáp trả lại các cuộc tấn công chết người của lực lượng Israel vào ngôi làng Ebariye ở miền nam Lebanon một ngày trước đó, làm thiệt mạng 6 người. Lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã giao tranh cùng với lực lượng quân đội của Israel trong suốt những ngày vừa qua, trong đợt leo thang lớn nhất giữa các kẻ thù cũ kể từ cuộc xung đột kéo dài một tháng từ năm 2006. Cả hai phía hiện nay đều cho rằng họ không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện và đồng thời sẵn sàng tiến hành một tiến trình ngoại giao. Nhưng các cuộc không kích giữa hai phía đã gia tăng trong những tuần lễ này sau thời gian tạm lắng trong các cuộc pháo kích xuyên qua biên giới. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel cho biết là một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ phía Hezbollah vào ngày hôm nay thứ Tư giết chết một công nhân nhà máy ở Kiryat Shmona. Và ngày hôm qua đó thì phía Hezbollah lại lên tiếng cáo buộc rằng lực lượng quân sự của Do Thái đã có những cuộc không kích làm thiệt mạng 6 người ở trong cái ngôi làng mà chúng tôi đã vừa kể cùng quý vị, Ebariye ở miền nam Lebanon. Các nguồn tin cho biết là các cuộc tấn công của Do Thái dường như nhắm vào trung tâm cứu trợ khẩn cấp của nhóm Hồi giáo ở trong làng. Trước đó vào thứ Tư thì lực lượng Hezbollah đã lên án các cuộc tấn công vào thành phố này, vào ngôi làng Ebariye này. Theo Bộ Y tế Lebanon thì các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon đã giết chết hơn phân một 6 người nhân viên y tế và kể cả các nhân viên cấp cứu đang làm việc tại ngôi làng này. Bản tin cuối cùng cũng liên quan đến các tin vừa qua thưa quý vị, thì hai người bà con của các con tin hiện nay
đang bị Hamas giam giữ đã bị bắt khi mà họ đứng ra để mà biểu tình trước văn phòng của Bộ Quốc phòng Israel tại Tel Aviv. Đây là quý vị đang thấy hình ảnh của hai người bà con của một trong những người mà hiện nay vẫn còn đang bị giữ làm con tin bởi Hamas đã đứng ra biểu tình. Họ biểu tình vì họ nghe được những đồn đoán cho biết rằng là cái phái đoàn đứng ra để mà đàm phán với Hamas để mà trao đổi con tin đó có vẻ như là muốn quay lưng với cái cuộc đàm phán này trước khi mà hai bên đạt được một thỏa thuận. Và vì vậy để mà gọi là kêu gọi cái sự chú ý của giới truyền thông địa phương đến vấn đề mà gọi là trao đổi con tin giữa hai phía, những người bà con của các con tin hiện nay đang bị giam giữ đã tới để mà phản đối biểu tình trước cái văn phòng trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Do Thái ở tại thành phố Tel Aviv. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, liên quan đến vị chủ tịch của Đảng Cộng Hòa, bà Rana McDaniel, người đã vừa từ chức cách đây ít lâu. Và sau đó vài ngày thì bà đã nhận được một hợp đồng để làm việc với NBC News. Tuy nhiên mới ngày hôm qua thôi thì báo chí lại rầm rộ đưa tin rằng bà này đã bị chính thức đài NBC News cắt đứt hợp đồng khi vừa ký, chỉ trong vòng có 2 ngày. Lý do tại sao? Vấn đề là các nhân viên cũng như là một số các sứ ngôn viên chính ở tại NBC News đã lên tiếng phản đối một cách rầm rộ liên quan đến quyết định này của NBC News khi hợp đồng để thuê mướn bà Rana McDaniel. Lý do tại sao mà các nhân viên hoặc là những người khác đã phản ứng một cách dữ dội đối với quyết định của NBC News? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của Thale Diệp trong vấn đề này như sau. Thưa quý vị, để mà tóm tắt vấn đề này một cách gọi là dễ hiểu nhất thì quý vị có thể hình dung đi. Ví dụ như là tôi và anh Dũng là làm công cho Vietface Media Group, sở hữu Vietface TV. Thì một ngày nào đó chúng tôi nhận được thông báo rằng là cô Mary Tô Ngọc Thủy đã mời một cái người YouTuber nào đó tới cộng tác là một gọi là bình luận viên, cố vấn chính trị cho các chương trình tin tức của Vietface. Mà cái người đó là cái người mà trong ví dụ như là 3-4 năm qua tôi với anh Dũng có nhiều cái mâu thuẫn về vấn đề mà gọi là làm việc. Tôi nghĩ rằng là cái người đó là cái người mà gọi là chuyên môn đưa ra những cái thuyết âm mưu, đưa ra những cái tin vịt mà muốn nói gì nói ở trên YouTube. Và vì cái quyết định mướn cái người đó, tôi với anh Dũng đã mượn cái làn sóng của Vietface Today để mà phản đối cái quyết định đó một cách công khai. Thì đó là những chuyện gì mà đã xảy ra với NBC News trong vòng 2 ngày vừa qua, bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Khi mà bà Rana McDaniel được mời làm khách trên chương trình Meet the Press, thì ngay sau đó đó các sứ ngôn viên mà của NBC News bắt đầu với lại Chuck Todd đã lên để mà phản đối quyết định này, và họ gọi là họ phản đối một cách công khai và họ trực tiếp gọi là phê bình cái người sếp của họ luôn. Và cái việc đó nó không có dừng lại vào ngày Chủ nhật. Sau đó thì cái gọi là cái chi nhánh mà gọi là cable news của đài truyền hình NBC News, đó là MSNBC đó, thì các sứ ngôn viên từ buổi sáng cho đến buổi chiều, buổi tối họ lần lượt đều mượn cái giờ mà gọi là on air của họ để mà chỉ trích cái người sếp của đài truyền hình NBC News quyết định mướn Rana McDaniel với cái lý do là bà này là cái bà mà thời gian mà bà làm chủ tịch Đảng Cộng Hòa toàn quốc, bà là cái người mà gọi là tham gia trực tiếp vào những âm mưu muốn lật đổ kết quả bầu cử tại những tiểu bang chiến địa. Và bà này là cái bà mà không bao giờ chính thức công nhận kết quả bầu cử tổng thống và không bao giờ công nhận là Joe Biden là một cái người mà gọi là đắc cử tổng thống một cách công bằng và minh bạch. Và bà này cũng chưa bao giờ lên tiếng phản đối cái vụ mà 6 tháng Giêng cho đến khi mà bà rời chức vụ chủ tịch Đảng Cộng Hòa toàn quốc vào tháng này và chính thức được mời đóng cái vai trò gọi là một cái người gọi là political commentator. Thì họ cho rằng là bà này nói ra từ hai cửa miệng, lúc thì nói như vậy, lúc thì nói cái kiểu kia, cho nên là họ mới phản đối. Và chỉ trong vòng 48 tiếng giờ đồng hồ thôi
các gọi là ông chủ lớn của đài truyền hình ABC News đã hủy cái hợp đồng của bà Ronny McDaniel, tại vì họ thấy rằng là trong nội bộ các nhân viên đã bắt đầu gọi là muốn nổi loạn ở trong đó. Thì nó cho chúng ta thấy những cái gì thưa quý vị? Nó cho chúng ta thấy rằng là đối với những người mà theo cái trường phái MAGA thì chắc là vận mệnh của họ là phải gắn liền với cái phong trào MAGA thôi. Tại vì sau khi mà họ gọi là rút lui đó, khó có con đường để mà cho họ trở về. Theo cái sự mà gọi là nhận xét của tôi đó, thì những người trong đảng Cộng Hòa bao gồm như là Chris Christie, Nikki Haley, Mike Pence, Mitt Romney đi, những người đó là những người có khuynh hướng rất là bảo thủ. Nhưng khi mà đụng đến một số các vấn đề then chốt, ví dụ như là cái chuyện như là làm sao mà bảo vệ cái nền Cộng Hòa của đất nước Mỹ đó, là cái chuyện đó là họ không bao giờ nhượng bộ cả. Thì những người như vậy khi mà họ rút lui khỏi lĩnh vực chính trị, họ vẫn còn có cái cơ hội để mà làm việc với một số các tổ chức khác mang tính cách dòng chính. Còn những người mà đã lỡ đi theo cái con đường của MAGA, cái con đường của ông Donald Trump đó, thì khi mà họ rút lui ra khỏi cái võ đài chính trị đó, mà họ muốn kiếm một công việc khác để họ làm, thì họ cũng tương đối là gặp nhiều khó khăn. Tại vì quý vị thấy rằng là một người như là bà Ronny McDaniel đi tới đâu, bắt đầu cái công việc đầu tiên thôi mà bà đã bị gặp nhiều cái sự trở ngại như vậy rồi. Sáng nay tờ báo Politico cho biết rằng là cái hợp đồng của bà với NBC News nếu mà không có bị hủy bỏ đó, là nó một hợp đồng kéo dài 2 năm trị giá là 600.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là mỗi năm là NBC phải trả cho bà là 300.000 Mỹ Kim chỉ để cho mời bà lên có những cái phần gọi là tường trình về vấn đề chính trị và nhờ bà cố vấn về một số chuyện liên quan đến đảng Cộng Hòa và cái phong trào mà gọi là bảo thủ. Thì cái hợp đồng đó là đã bị mất. Mình khoan nói đến cái chuyện rằng là trong những tuần lễ tới đây, bà có thể đệ đơn kiện NBC News đã hủy hợp đồng này một cách mà gọi là vô lý hay không, thì cái đó là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà chỉ nói đến cái chuyện này, chúng ta thấy được rõ ràng rằng là những người trong phong trào MAGA khi mà họ đã lỡ đi theo con đường đó đó, thì họ chỉ còn vài nơi để đi thôi. Một là phải tiếp tục làm cho ông Trump. Hai là chỉ có những cơ quan truyền thông, ví dụ như là đài truyền Fox News, thì mới có tiếp tục có thể cộng tác với những nhân vật này. Còn ngoài ra thì cái chọn lựa của họ cho một cái cuộc sống gọi là chuyên nghiệp sau đó thì nó cũng hơi chông gai cho những người như là Ronald McDaniel. Xin trở lại với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, sau cái việc mà bà đã bị chính thức NBC News từ chối hợp đồng với mình, cắt đứt hợp đồng đó, thì ngay lập tức cái người chủ cũ của mình là cựu tổng thống Donald Trump cũng lại đã lên tiếng. Và tin tức này là do The Guardian, một tờ báo của Anh, đã đưa lên, nói rằng chính cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chế nhạo bà Ronald McDaniel về việc mà bà đã bị hủy hợp đồng, không còn tiếp tục làm việc với NBC News. Ngoài ra thì một số các cái vấn đề, các cái hãng thông tấn khác, kể cả những hãng thông tấn cánh hữu hoặc là cánh tả, đều có hai cái luồng dư luận trái chiều với nhau. Một phía thì lại binh vực cho cái thái độ của NBC News khi sa thải bà này, và một số thì lại lên tiếng để mà lên án những hành động của NBC News, cho đây là một cái hành động cực kỳ tàn khốc đối với một người được thuê mướn để tham gia vào cái ngành truyền thông. Họ cho rằng chưa bao giờ mà ngành truyền thông Hoa Kỳ lại chứng kiến một hành động tàn ác như thế khi sa thải một con người chỉ vừa chưa ký hợp đồng, chưa ráo mực sau chỉ 2 ngày. Và trong một số các bản tin thì cho biết rằng phản ứng từ bà Ronny McDaniel là bà sẽ kiện NBC News sau những sự kiện đã làm phải nói là vấy bẩn cái danh dự của bà trong vài ngày vừa qua. Chúng ta cứ chờ xem những diễn biến tiếp theo của sự việc này rồi sẽ như thế nào. Cảm ơn với phần nhận định của Thầy Lê Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Fix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Tân Xanh Yến, kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng.
Hồng Song Khâm Sam, chất lượng tốt nhất được hơn 50.000 khách hàng Việt Nam yêu thích và tín dụng trong 10 năm qua, đang có chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Chào Xuân Giáp Thìn, Gia Hưng Karaoke kính chúc quý khách vui Tết xuân vầy, lộc xuân tràn đầy. Năm mới đến nhà thả ga nhận quà. Khi mua sắm dàn karaoke cao cấp ca hát vui xuân tại Gia Hưng, dàn karaoke loa Electro Voice Evo 50, vang số KX180, microphone VM300 giá chỉ còn 3.699 đồng. Dàn karaoke loa JBL PRS1, vang số JBL VX8, microphone VM300 giá chỉ còn 3.599 đồng. Quà tặng miễn phí đèn Disco Light, ưu đãi độc quyền chỉ có trên Vietface TV. Số lượng có hạn, xin gọi ngay 407-704-6970 để đặt hàng. Để tri ân quý khách hàng luôn đồng hành với Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh trong suốt 40 năm qua, bằng một chương trình khuyến mại đặc biệt như sau: khi mua một hộp Bạch Yến và Hoàng Yến Triple A 100 gà ram, sale 260 Mỹ Kim tặng đường vàng và nhân sâm. Ngoài ra giảm ngay 204 Mỹ Kim khi mua một hộp đông trùng hà thảo thiên nhiên Tây Tạng. Nên nhớ, đông trùng hà thảo thiên nhiên Tây Tạng 18.90 gram và được tặng thêm kỹ tử organic và bình thủy giữ nóng. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tân xanh yến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Hồng Sâm Hàn Quốc Khâm Sam Big Sale, Big Sale. Hồng Sâm Khâm Sam đang bắt đầu chương trình giảm giá lớn từ 25% đến 50% cho các sản phẩm làm từ 100% nhân sâm Hàn Quốc. Cao Hầm Sâm Gold, Cao Hồng Sâm High Class, Cao Hắc Sâm Nhung Hiêu Linh Chi, mua 2 tặng 1, giảm giá cực lớn đến 40%. Liên Hoàng Sâm Đan nên có sẵn trong nhà để phòng ngừa đột quỵ. Bột hồng sâm pha cùng nước ép rau, trái cây giúp tăng cường năng lượng và trà để hồng sâm phòng, giảm 33% đến 40%. Hồng sâm củ khô, hợp thiết 300g và 75g, giảm 25%. Kẹo hồng sâm không đường, mua 2 tặng 2 giảm 50%. Tất cả các sản phẩm Khâm Sam đều được bán với giá sỉ. Hãy chuẩn bị trước quà tặng cho lễ Mother's Day và Father's Day. Hồng Sâm Khâm Sam tọa lạc bên trong chợ Ererang trên đường Garden Grove giữa Gilbert và Brookhurst. Khâm Sam, nhà bán sỉ các sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc giá rẻ nhất tại Hoa Kỳ. Điện thoại 714-351-0002. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng mất một viên một không đào nhức cái gì nữa, không cần trồng đỡ nữa, cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.